Các bạn, bữa nay chúng ta tiến tới map số 9 với vòng đua là Beast Ray. Chúng ta có Beast Ray là Animal và khủng long. Đây là toàn thành map của chúng ta, có những con thú cản trở cho đường đi nè, quái vật nè, voi, ấm sừng, người khổng lồ, Titan và hai con thò với Reno trang bị sắt thép cản trở nè. Không ai vượt qua được. Bại hết rồi. Kết thúc vòng đua này, qua vòng đua khác nha. Bye bye.